em mất niềm tin với nghệ thuật rồi, đến đây là hết. Thì có điều gì làm cho anh hối tiếc không? Là câu ca dẫn ta vào đời, chẳng vinh quang nào được tô son, tìm bình yên trong ngàn giống tơ. Con văn nghệ sĩ gì mà nhát quá trời, rồi lớn làm gì ăn? Như cào xé tim ai. Cái đam mê nghệ thuật và cái ngọn lửa yêu nghệ thuật. Sống vì đam mê, chết cũng vì cái đam mê. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phụ đang quét đường. Chúng tôi sẽ truyền cái cảm hứng tích cực đến cho quý vị. Sau cơn mưa là trời lại sáng. Phục vụ miễn phí cho người nông dân vui tinh thần, yeah, để họ hăng say sản xuất, yeah, làm kinh tế tốt hơn. Chứ còn nói không cái về vấn đề kỹ thuật mà nuôi trồng là người ta không nghe. Thì tôi muốn là kích kích cái lòng ái quốc của con người ta, không phân biệt trí thức, yeah, hay là người thất học, yeah, đã là người Việt Nam là phải biết bảo vệ dân tộc mình. Thì khán giả chờ xem từng người trong đoàn, ai cũng đi xe PC, ai cũng đi xe Honda Dam, đi xe 67 run run. Mình xe máy là nhất. Dạ, tới phiên em bước đào chánh đi chiếc xe đạp mà xe đạp mượn. Hát tân nhạc thì ngọt quá trời, xuống tới cái hòn cái rớt là đó, thì tới cái cầu xề cái xuống cái rớt. Rồi tối anh ngủ trước rạp luôn, yeah, mà gặp cô bánh mì chắc cũng tốt bụng. Bây giờ mình kiểu cái đám mắt, yeah, nước tướng nghệ sĩ đâu mà, yeah, lúa quá vậy. Đây là một chương trình tử tế, yeah, nên nói về công việc nghệ thuật của anh quá hợp, chia sẻ kinh nghiệm và chia sẻ cảm xúc cùng cái việc mà truyền cảm hứng tích cực đến cho thế hệ sau, yeah, điều đó vô cùng quan trọng. Thế hệ sau đây không phải chỉ có là người ở trong ngành nghề sân khấu đâu nha, yeah, những cái người làm công việc khác. Giao Linh rất là xúc động, rất là hạnh phúc chương trình đã tạo điều kiện cho Giao Linh hôm nay có duyên gặp quý khán giả. Ngọc Sơn rất là vui và hạnh phúc được tham gia chương trình này. Nghệ thuật cho tôi niềm vui trong cuộc sống, sân khấu ánh đèn màu khép chặt máu tim tôi. Đừng bao giờ làm tắt ngọn lửa đam mê.